Xin chào tất cả các bạn. Welcome to Grade 1 class. Hello. Hello, how are you today? I am fine. I am very well, thank you. Now, let's sing a song. Chúng ta hãy cùng nhau hát một bài nhé các em. Các em hãy hát thật to và thật rõ bài hát này nhé. Now, let's sing the song The Alphabet Party. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. Today we have phonics lesson. The lesson objectives are recognize the letter E, F, pronounce the sound E, and vocabulary egg, elephant, fish, and farm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học những bài học về phonics nha các em. Mục tiêu của chúng ta là học được những chữ E, F và cách phát âm của nó E. Cùng với một số từ vựng trong bài, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé các em. We begin with letter E. We say E. Letter E, sound E. E. Listening 29. Listen, trace, and point. Eh. Eh. Egg. Eh. Elephant. Listen and repeat. Eh. Egg. Eh. Elephant. Now it's time for letter F. We say letter F and sound F. F. F.
Listening 33. Listen, trace, and point. F. F. Fish. F. Farm. Listen and repeat. F. F. Fish. F. Farm. Now, let's do some fun exercise together. Chúng ta hãy cùng nhau tạo dáng các chữ cái nhé. Letter E. Sit down and make letter E. Good job, students. Letter F. Let's stand up and do like letter F. Excellent. Let's chant together, kids. E. 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 Egg. E. 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 Egg. E. 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 Elephant. E. 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 Elephant. F. 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 Fish. F. F. Fish. F. F. Farm. F. F. Farm. Very good, students. Let's point to the correct picture. Fish. Fish. F, say egg. Egg. Letter E, say eh. Now, let's have some production. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhé các em. Number 1. Trace and write letter E. Các em hãy luyện đồ chữ và viết thật là đẹp letter E nhé. Number 2. Find and color the letter E. Các em hãy nhìn bên dưới bài 2. There are lots of letters. Did you find letter E? Yay! Here it is. Let's color letter E. Any color you like. I like orange, so I will color it orange. Và tiếp theo là chữ F. Các em hãy làm tương tự như là chữ E nhé. And the next one is letter F. You do as the same as letter E. Các em ơi, chúng ta đã học xong bài học phonics E, F rồi đó. Chúng ta đã nhận biết được chữ E, F và âm E, F rồi nè. Cô dặn dò nè các em nhớ học thuộc từ vựng và xem video này thêm nhiều lần nữa để luyện nói cho tốt nha. Cô chúc các em thành công. Chào tạm biệt các bạn nhỏ. Goodbye and see you again.